Chào anh chị cô chú, tối ngày hôm nay là cũng là ngày lễ Tết Trung Thu. Thì anh chị cô chú nào mà không dẫn gia đình đi chơi thì hôm nay bảo về cũng rất là nhiều máy cũ này, máy bảy nhật đó, máy thâu lại của khách đó. Anh chị cô chú mình nhìn nè, đó cũng khá là nhiều nha. Rồi máy cắt thủy lực hôm nay có tiếp tục nè, rồi đánh bột bảy nhật này, rồi khoan bài bút xin, máy tời và rất nhiều motor nha. Đó, ngoài ra thì tối ngày hôm nay bảo có 1-2 con bơm nước đầu lớn này. Anh chị nào thích bơm nước từ giếng lên thì mình có thể liên hệ chốt nha. Rồi nhiều anh chị mình cũng hay hỏi số tài khoản nhà bảo lắm. Đó, số tài khoản nhà bảo thì bảo đăng ký là hộ kinh doanh là số nhà bảo luôn. Số điện thoại đó 0909 839 214, đó là số tài khoản cũng như là số điện thoại nha. Đó, rồi ngân hàng Sacombank. Rồi anh chị nào mà xài muốn chuyển khoản thanh toán gì thì mình liên hệ giúp bảo nha. Rồi thì bảo cũng bỏ đây thôi. Đó, anh chị nào nhắn Zalo thì cũng có sẵn luôn. Rồi bây giờ bảo sẽ tiến hành lên máy cho anh chị cô chú nào cần mua nha. Rồi bảo lấy thứ tự từ bên này qua đi. Đó, trước tiên thì hôm nay nhân viên bảo cũng dắt đi gia đình đi chơi nên là làm cũng rất là ít người luôn. Rồi, rồi số 0 này, đầu chuyển cưa lọng qua máy khoan. Một bộ như này là một trăm mấy chục nghìn, là máy mới bộ phụ kiện gắn máy khoan 10 ly, 13 mm nha. Rồi tối ngày hôm nay anh chị cô chú nào mua thì bảo cùng tính rẻ thôi. Đó, xài test mấy lần rồi, xem như là cũ luôn. Số 0 50 nghìn nè. Rồi tiếp tục chờ bảo một xíu nha. Đó, bảo thay lại cái pin máy quạt một tí xíu. Rồi tiếp tục thân bu lông, hàng nội địa Trung Quốc nha. Đó, thân không, pin bù lông, pin phổ thông. Anh chị cô chú ơi, lực 350 mm này. Đó, chân mờ 4 phân, là mình xài chân này là vừa phải đó nha. Rồi thân không số 1 290 nghìn thôi. Motor brushless không chổi thang. Đó, mình có pin phổ thông, ráp vào xài thôi. Đó, chỉnh lực nè. Rồi 1, 2, đầy đủ cấp số cho mình luôn. Rồi tăng giảm có hết. Đi ra thì có ngắt quảng để mình chống tuông đầu ốc nè. Rồi tiếp tục số 2, máy cắt thủy lực nha. Đó, anh chị cô chú nào mua máy lớn này, Phi 25 nha, thì mình xài cây này. Rồi Phi 25 nha. Rồi số 2 nha, 4.500.000. Rồi anh chị cô chú nào mua là xài điện 220 nhẹ nhàng, bên cực kỳ khỏe. Rồi cắt sắt 25 thì mình có thể giảm dưới 25 là mình cắt được 18 này, 15 cắt đều ok hết luôn nha. Rồi số 2 4.500.000. Rồi tiếp tục số 3 này, đầu khẩu nguyên một bộ 12 chi tiết như này. Đó, 170.000 á. Giờ bảo để trưng bày này, dơ này. Tính số 3 110.000 thôi. Đó, 12 chi tiết thép CRV nha, mạ chrome. Rồi có cần đảo chiều này, cần nối dài, đầu khẩu từ 8 đến là 24 nha. Số 3. Rồi tiếp tục số 4 nha. Đó,
anh chị nào mua máy khoan, cây này là anh chị mình mua là bốt xin nha. Đó, mà bán rẻ luôn. Rồi cây này hơi xấu, 10 ly bốt xin. Rồi đảo chiều đầy đủ như này. Rồi cây này là số 4, 200.000 bốt xin mà tính 200.000 thôi. Rồi tiếp tục số 5 này, máy mài Makita ruột green này, bảo làm lại dây rồi nha, êm ru luôn. Số 5, 9553, còn có 550.000, đó máy cũ nhá. Rồi anh chị nào mua thì cũng chốt tiếp bảo 550 một số. Ngoài ra bảo có một con máy mài đất tông này, hàng trưng bày. Rồi số 6 nhá, cây này á là xài bạc NSK này, mà máy là DKAG900S nha, 900W, công tắc trượt bên hông này. Rồi 590, số 6 giảm còn 460.000, là một con máy khá là mới nha, đó trưng bày chưa xài đâu, nên là anh chị nào mua thì lấy thôi. Đó, rồi tiếp tục số 7, anh chị cô chú ơi, Makita hàng xịn nha, 9553, công tắc đuôi êm này. Rồi xài điện 220 cả rồi, số 7, 450.000, đó mình chỉ cần mua về xài thôi. Rồi tiếp tục số 8 này, rồi Crown nha, cái này dắt lòng anh chị cô chú ơi, đó bảo test thôi nha. Đứt dây rồi, đứt dây rồi anh chị cô chú ơi. Này, test chưa kỹ cháy dây. Rồi tí bảo thay dây mới luôn. Crown chính hãng. Đó, Crown của Mỹ này, xài bền lắm. Rồi số 8, 350.000, một máy xài điện 220, cháy dây, may là thay dây luôn. Rồi mình qua bốt xịn nha. Rồi số 9 nè, để bảo chỉnh lại cái ổ điện này cái đã. Đó, anh chị nào mua thì ghim vào nó lỏng quá. Rồi bốt xịn số 9, 350.000, đó như này, xài điện 220 rồi nha. Rồi mình mua về xài thôi. Rồi tiếp theo là máy mài đông trên nè, một tấc nè, còn khá đẹp anh chị cô chú ơi. Rồi số 10, 380.000, đông trên. Rồi mẫu này anh chị mình mua là mẫu mắc tiền 05, chính hãng đông trên, rin toàn bộ 380.000, máy mới nè, đẹp. Rồi thêm một cây Makita hàng xịn nữa anh chị cô chú ơi. Rồi số 11 nè, 9553, Thái Lan nha, 550.000, rin 220 toàn bộ luôn. Rồi tiếp tục số 12 nha. Đó, rồi anh chị nào mua này cũng là máy mài bốt luôn. Rồi số 12, 350.000 một cây, em ru nha. Đó, mua về xài thôi, tem đầy đủ như này. Rồi số 12, 350.000. Tiếp tục số 13 này, đó máy mài mà thân không, hàng nội địa nha. Đó anh chị cô chú nào mua thì lấy về xài. Đó chỉnh tốc này, video này bảo có video test máy rồi. Cây này đẻ chống ngắt mặt này kia luôn. Số 13, thân không. Đó, mẫu này là công ty thanh lý nội địa Trung luôn. 13, 390.000, một thân, máy như mới luôn. Đó, rồi 390.000 một thân, xài pin phổ thông nha anh chị cô chú ơi. Rồi tiếp theo anh chị cô chú ơi, số 15 nha. Rồi rin đầy đủ, chính hãng Crown nha. Rồi 390.000 một máy, rin điện 220 cho mình xài nha.
Tiếp tục số 14 nha. Anh chị nào mua bốt xin lấy cây này. Đó, em ru số 14 500.000. Đó, cây này là dây cũng riêng mà dắt cắm là hư. Mai bảo cùng thay luôn cho mình xài. Rồi, số 14 500.000, 13mm bốt hai chức năng, đầy đủ máy như này. Rồi 16 nha. Đó, mình thích SEG này. 13mm chính hãng, đầy 13mm. Rồi hai chức năng. Rồi cây này số 16 250.000, máy hơi xấu nha. Đó, mình xem mình cũng biết rồi. Rồi cây này như này thôi. Rồi tính là 16 250.000 một cây. Rồi tiếp theo là số 17 nè. Rin nguyên cây Matet Makita. Đó, đầu 13mm luôn. Rồi 17 400.000, rin ngay cả dây nguồn luôn, cùng rin. Đó, 13mm, 17 400.000. Rồi tiếp tục số 18, máy bài xuất châu Âu nha. Đó, Senlay nè, hàng xịn nha. Cây này á, là chưa xài, bảo bán nhiều lắm. Đó, 18 nè, rin điện 220, chính hãng Senlay của hãng DeWatt nha. 18 430.000. Máy cây này á, là 600W nè. Đó, hai chức năng. Máy mới chưa xài nhưng mà bỏ chung thùng về nên là hơi đầy thôi, chứ nhâm ruột ok cực kỳ. Rồi tiếp tục. Tiếp theo là một cây máy bốt rin nữa anh chị cô chú ơi. Đó, cây này á, là dây là bị hư rồi. Đó, nên là bảo tiến hành test âm thanh thôi. Rồi cây này là chui công nghiệp anh chị cô chú nha, nên là bảo cũng nhờ mấy bạn nhân viên cắt ra sẵn để mình test thôi. Đó, em ru nha. Số 19 nè. Bốt 13mm 450.000, hai chức năng. Rồi máy mài Makita hàng xịn, mà đặc biệt là điện rin 220 nha. Đó, anh chị cô chú nào mua Makita này hàng 7 nha, 1 tấc 8 nha. Đó thì mình mua cây này. Đó, rin điện 220 luôn, số 20, có 1.100.000 thôi là mình có một con máy 1 tấc 8 chính hãng Makita. Đó, cây này công suất là 2.000W, mà máy cho anh chị cô chú mình tham khảo nha, 9050 nha. Đó, máy lớn nè, máy to cực kỳ khủng như này. Rồi mình lên 1.5 tấc DCA nha, có lưỡi này, có gắt te đầy đủ như này. 21 DCA. Đó, cắt đá hoa cương, mình mua cây này 21 500.000. Rồi cũng là Makita hàng xịn luôn, số 22. Cây này anh chị cô chú nào mua là 1.25 nha. Đó, rồi cây này mua mới cũng là khá cao á, mà máy riêng như này bảo mua về bảo bán giá có 900.000, số 22 nha. Đó, anh chị nào mua thì lấy thôi. UDCA này, cây này đẹp cực kỳ luôn. Rồi, khá là mới luôn anh chị cô chú ơi. Đó, ba chức năng đầy đủ chính hãng DCA, số 23 700.000. Rồi tiếp theo số 24 này. Đó, cây này á là bốt xịn hai chức năng. Đó, anh chị nào thích bốt xịn nè, bốt đứt mình lấy cây này. Đó, chạy không nè, êm ái nè. Rồi cây này bảo chưa có vệ sinh chùi rửa gì cả nên là bán rẻ thôi. Đó, thâu rẻ, bán rẻ 24 600.000. Rồi tiếp theo 25. Đó, máy ba chức năng Osaka. Đó, cây này cửa hàng bảo review nha. Đó, cũng còn mới nè, bảo hành đầy đủ luôn. Rồi 25 hàng review, bán 450.000, máy ba chức năng nha, để mình xài. Rồi tiếp tục 26 nha. Đó, ba chức năng xe mát này. Rồi
đảo chiều ra vào bằng bo cả nha. Đó, hàng tấn hàng đầy đủ, mình xài 26.550.000. Tiếp tục, đó anh chị nào á thích mua bốt này, cái cây này á, còn cả tên đồ đầy đủ như này, mua còn xài thôi. Đó, bốt này thì đã cực kỳ rồi, màu Hedunti nha. Rồi, mới đẹp như này, ba chức năng, cây này có duy nhất một cây thôi, 1.200.000, số 27. Rồi, cây này anh chị nào mua thì cái phần đầu này nó sức một tí xíu. Rồi mai thay luôn. Đó, những cây mà hàng cao cấp như này á thì bảo thay luôn đầu mới như này, cái đầu ngoài mới luôn, số 27, 1.200.000. Rồi tiếp tục 28 này, lại thêm một cây bốt xịt hai chức năng. Mua cây này cũng đẹp khủng nha. Rồi 28, hai chức năng, đẹp hơn cây hồi này. Đó, những cây này là mua về xài bền dữ lắm. Bốt xin xài nó sẽ siêu bền nha. 28.700.000. Rồi tiếp theo 29, ba chức năng, chính hạ FLG. Rồi cây này chiến công trình cũng cực kỳ bền. Rồi 29.600.000, ba chức năng. Và thêm một cây điện 110 xài không được, mình xài 220 mà. Rồi 30, đó La Cela siêu êm này, ba chức năng, số 30, đầy đủ như này, 600.000 là số 30. Tiếp tục FEG nhiều lắm. Đó, thương hiệu FEG này bảo thấy là nhiều anh chị cô chú mình mua lắm nha. Đó, xài bền á nên là mua nhiều. 31 chính hãng FEG luôn. Rồi 450.000. Đó, ba chức năng nha. Rồi mình cứ thế là mua xài công trình, hàng chính hãng nên là giá cũng khá là tốt nha. Đó, trong tầm giá thôi. Rồi tiếp theo, cây này ba chức năng này, hư tem rồi. Đó, anh chị cô chú nào mua thì lấy, mà con này xài cũng ok, ngoại hình đẹp nha. 450.000 thôi, số 32 nha. Đó, ba chức năng đầy đủ. Rồi tiếp theo bảo sẽ qua máy khoan đục nha. Đó, cây này á là FEG luôn. Đó, hai chức năng, khoan đục và đục. Rồi 33, 550.000. Đó, anh chị cô chú nào á khoan cấy sắt nè, hoặc là làm công trình á, khoan cột này kia, là mình sẽ mua cây đấy về xài. Rồi tiếp theo, số 34, cây nuôi nè, hai chức năng, êm đẹp như này. Rồi mình xài thôi. Rồi cây này hai chức năng, cây nuôi. Rồi 34, 650.000. Rồi bảo lên cho anh chị cô chú mình á là Makita 7 Nhật nha, Made in Japan nha. Rồi cây này á là Made in Japan này. Đó, xài là được làm điện 220 cả rồi. Rồi có tem đóng trì của hãng Makita này. Rồi anh chị nào mua thì có bảo cho một mũi đi kèm nha, Made in Japan. Rồi cây này là số 35, 1.500.000. Có tay cầm mà cao su đã lắm. Đó, Made in Japan nha. Rồi tiếp theo là cây 36 này. Cây này là cùng là hàng 7 Nhật, nhưng mà cây này bảo thâu lại ăn khách nên là giá tốt hơn. Rồi cùng là Made in Japan. Dây này dây 7 Nhật luôn, 36, 1.1 triệu này. U cây này mà không lấy thì thôi rồi luôn, quá rẻ, thâu lại khách hàng mới có giá 1.100.000. Rồi tiếp tục Hitachi 7 Nhật. Rồi anh chị cô chú nào mua thì cứ lấy thôi nha, đầy đủ như này. Rồi mũi 17mm. Rồi em bảo tiến hành test cái mũi cái đó, nó hơi kẹt này. Đó, anh chị cô chú nào mua thì bảo ra lại ổ bi cho. Châm dầu cũng nổ khỏe lắm anh chị ạ.
cực kỳ khỏe luôn. 37 Mac in Japan Hitachi 7 Nhật nha. 37 900 nghìn. Dây 7 Nhật xịn luôn. Rồi tiếp theo mình sẽ quay lại những hàng phổ thông này, đó khá là nổi tiếng như là Panda đây. 38 đục 17 mini 700 nghìn. Đó, xài công trình khá là ổn trong tầm giá. Rồi Lacella cũng 17mm luôn. Lacella này, thương hiệu này cũng bền dữ lắm nha. 39 700 nghìn luôn. Đó, anh chị cô chú nào mua về á là cứ thế làm công trình thôi. Đó, 17 ly này nó khó hư cực kỳ. 39 700 nghìn. Và cây 17 ly cuối cùng là cây Makita số 40 nha. Đó. Cây này khỏe kinh khủng luôn. 40 700 nghìn luôn. 17mm. Rồi tiếp tục, máy tời 160kg mà tua nhanh. Anh chị cô chú ơi, đó mình thích xài tua nhanh này thì mình lấy cây này. Rồi đầy đủ như này, ghim điện vào xài thôi em. Đó, ghim sẵn anh test một cái thôi. Tua nhanh nha, 1 phút lên đến là 22m luôn. Để mình xài nha. Rồi. Tua cực kỳ nhanh luôn nha. Nên là anh chị nào mua là cứ thế xài thôi. Bảo test sơ cho anh chị cô chú mình xài thôi. Đó, mình mua về là xài rin luôn. Mới đẹp này, đầy đủ dây như này. Rồi, số 41, 3.500.000 nha. 3.500.000. Rồi tiếp tục số 42. Đó, tời Lazy luôn. Rồi cây này là 42. Cây này xấu hơn nhưng mà cũng tua nhanh luôn. Đó, test sơ thôi. Dây nó rất là dài và cực kỳ nhanh. Dài á, cáp 30m nha. 42, 2.600.000. Rồi tiếp tục, máy cắt gù DCA nha. Đó, à đông chen chứ bảo nhầm. Rồi có tay cầm đầy đủ như này, gắt xe cũng xài được nha. Bảo thâu lại nên là anh cắt cột lại thôi. 43 đầy đủ này, có lưỡi 450.000. Rồi tiếp tục 44 này. Cây này là cây Makita 7 Nhật anh chị cô chú ơi. Đó. Rồi cây này hơi xấu nhưng mà hàng Makita, hàng 7 Nhật đã lên điện 220 rồi. 44 380.000. Rồi tiếp theo 45 nha. Rồi, máy cắt gặp gù sắt đa năng. Rồi, 380.000. Rồi, có sẵn lưỡi gù đi kèm nha. Mà lưỡi này á thì mình mua về á, nếu mà công vân thì mình thay lưỡi mới thôi. Đó, bảo có nhiều để lại anh chị cô chú mình. Rồi, Matet Thái Lan chính hãng Makita. Rồi cây này 400 quý anh chị ơi. Đó, cây này là máy rin luôn nha, điện 220 luôn. 46 có 400.000 thôi là có một cây rồi. Rồi tiếp tục 47 DCA rất là mới nè. Rồi 360.000. Cắt gặt cắt gù đa năng lưỡi 110mm nha. Đó, mình cứ thế là mình mua thôi, nó cũng nhiều máy. Rồi anh chị cô chú nào có nhu cầu mua máy nào, cây này bị gãy chấu rồi hả, bẻ ra đi em. Rồi để cây này riêng đi, tí mình test sau. Rồi bảo lên cho một cây máy master nữa nha. Đó, cây cắt một tắc mốt này, đa năng. Rồi cây này cũng liên điện 220 là chắc chắn rồi. 49 380.000. Lưỡi 110 nha, cắt mọi thứ luôn, gặt gỗ này, đa năng mình xài. Rồi em tới đầu của nó bẻ đi để anh lấy mấy cây này cho.
Rồi tiếp tục máy đánh bột mà cần inox nha. Đó mình thấy nè, cần khỏe nè, màu này màu rất là xịn nha. Đó nhìn cái cần không là thấy chất lượng rồi. Em thu luôn chính hãng BCA. Rồi cây này 50, 450 nghìn máy đánh bột nha. Tiếp tục 51 nè, La Sela có tay cầm phụ luôn. Đó máy em ru. Rồi đầy đủ pin điện 220, 51, 400 nghìn. Và mình lên 52 Made in Japan của Hitachi Ryobi nha. Đúng cái lưỡi kia Ryobi nha quý anh chị cô chú ơi. Lưỡi cong rồi á, lưỡi cong thì test sơ thôi, không dám tháo ra luôn. Rồi Hitachi Ryobi, Ryobi nha. Rồi cây này là số 52, 600 nghìn. Rồi cây này á bảo bị vân lưỡi nó nha. Đó báo trước luôn, lưỡi nó vân này, nó cà vào đây méo lưỡi rồi, không test mà skill. Rồi anh chị cô chú nào mua thì bảo báo giá thôi, mai là vắt lưỡi nha, bao êm. Rồi 48 cắt gạch cắt gỗ đa năng vắt lưỡi. Rồi 350 nghìn là 48. Tiếp tục 53 máy đầm dùi bê tông này. Rồi hàng chính hãng, logo dập tên máy là khỏi lo hàng nhái luôn. Đó mình mua 53 này, máy lớn này, đầy đủ chức năng, dây đầy đủ, 450 nghìn. Rồi tiếp tục máy hàng hả, năm mấy rồi? Rồi 54 nha. Rồi anh chị nào á, mua máy cắt gỗ hàng bài chính hãng Senlay của hãng Dewalt nha, đặc biệt là điện Rin 220, máy chưa xài một lần nào luôn. Đó người ta cắt dây nhập về nguyên cây như này. Đó rồi gắp tê này, êm ái 54, đẹp nè, cây này bảo bán nhiều lắm, 54, 650 nghìn, máy bài Senlay nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ lên 55 nè, máy bắn cốt Makita bóng led này, cây này sáng cực kỳ rồi. Đó cây này nếu mà tâm ruồi của máy á bắn xa 40-50 mét này, đó anh chị cô chú mình nhìn tia là ưng ngay nha. Rồi 55 có 580 nghìn, một máy một pin, đó một sạc mua về xài thôi nha. Rồi bảo có máy hàng này. Rồi anh chị cô chú nào mua thì bảo cho anh chị mình xem bo của con máy to này. Rồi xi men nha, máy lớn cặp to 200 ARC, cây này đầy đủ dây luôn, xấu nhưng mà bảo cũng cho coi bo luôn. Rồi 56, 700 nghìn, máy to này, chiều dài lớn nè. Rồi tiếp theo là hai mẫu này còn đẹp nè, dây cây kia cũng có dây quý anh chị cô chú ơi. 57 đầy đủ như này, có đồng hồ này, cặp lớn nè. Rồi thương hiệu Hikora, thương hiệu Nhật, 57, 700 nghìn, máy hàng nhỏ hơn một tí xíu. Tiếp tục Ryobi, đó anh chị nào á thích máy Ryobi mình dứt cây này, tới cây này á bo lớn lắm anh chị nha. Rồi 58, 700 nghìn. Đó mình thích làm úp nè thì mình mua cây Ryobi này. Rồi đồng hồ đầy đủ 58, dây đầy đủ 700 nghìn. Rồi tiếp theo năm mấy rồi, 58 à. Rồi bảo sẽ lên motor nha. Đó mình lên theo thứ tự đi. Rồi motor 3HP tua chậm nè. Đó cây này bảy Nhật nha, máy to nè, sắc lớn nè, 59, 1.700.000. Đó tiếp tục 60 nè, đó cây này cũng sắc to đẹp, bảo để ngoài nè, đó hơi rét nhưng mà chưa có vệ sinh gì cả. 60 cây này là 3HP luôn, 1.700.000 nè.
tiếp tục 61 3HB luôn. Đó, cây này anh chị nào mua là 61 tua chậm luôn, 1.700.000. Lại thêm 3HB, tối này toàn 3HB không à. 62 3HB này, máy cục tròn 1.700.000. Tiếp tục 63 này, 32HB, cây này 2HB thôi, tua chậm 1.500.000. Là số 63. Rồi 3HB này, 78, 1.700.000 nha. Rồi, ngoài ra anh chị cô chú mình mua máy tời H2 tời motor chìm này, hai ngựa này, 76 này, 1.400.000 nha. Đó, về ghim vào xài em ru luôn. Ống lớn này, khung đế thì khủng khiếp vô cùng luôn. Rồi, cây này nặng bưng không nổi đâu. Rồi, 76, 1.400.000. Rồi, bơm nước đẩy cao 75. Rồi, 1.5HB nè. À, nước giếng, nước sông, nước hồ gì là mình có lọc xài thôi. Máy dây đồng 75, êm ru 800.000. Rồi, cây này á, là cửa hàng bảo bán ra, anh khách sửa phòng trọ lại nha, làm đúng một tuần thôi, bán lại. Mua thì mua 1.350.000, mà giờ bán lại đầy đủ dây nè, túi nè, 500.000 thôi. Bảo thanh lý giùm nha, máy mới đẹp nè, đèn chùm nha. Rồi cây này test bụi lắm nha, test sơ thôi. Rồi anh chị cô chú nào ghim thì test thử thôi. Rồi mình bật đèn đầy đủ hết luôn để mình xài. Rồi đã chưa, đèn chùm nha. Rồi mới đẹp như này, dây túi đầy đủ 77 500.000. Rồi tiếp tục máy tời nè, sao số nó lùng xùng hết vậy ta. Rồi số 64 nè, tời. Rồi bảo test số 64, máy tời Ryobi nha. Đó, dây gấp lớn tua cực kỳ là nhanh nha, có dây sẵn móc đeo. Tời tim nha, 64, 1.800.000, cây đấy bán rẻ luôn á. Rồi tiếp theo số 71 nè, mình qua máy đục đi, 3mm Osaka 72, 1.100.000 nè, đục lớn nha, có mùi. Rồi tiếp theo máy cắt sắt nha, cắt sắt thì bảo test cho anh chị cô chú mình ở xa xem rồi. Đó, số ngày này mấy bạn để lâm la quá không biết số nào, đập số thôi, 71. Rồi cây này là của Ken nha, em vui, Vin 220, Water đầy đủ. Rồi có sẵn Eto đầy đủ luôn. Rồi tiếp theo là Makita số 70 nè. Makita 7 Nhật nha. Rồi thanh lý 800.000 luôn, êm nha. Rồi 70 em ru luôn, dây 7 Nhật 800.000. Tiếp tục ma tét xịn nè. Rồi cây này báo trước là cái phần mà đế này, thì anh khách anh có hàng lại để cắt gấp 45, bảo cắt ra rồi, nhưng mà bản giá thì lấy thôi. Đó, Vin 220 ma tết chính hãng Mata Thái Lan 69 900.000. Tiếp tục ma tết còn tem chính hãng Makita 68 1.100.000 nha. Đó, cây này êm hơn nè. Và mình sẽ qua Makita nha. Đó, Makita máy rin toàn bộ như này 67. Cây này mua mới tới 3.000.000 anh chị cô chú à. Mà giờ mình mua cũ á, mà đặc biệt là mẫu này á là LW1401 nha. Em thu nha, Makita hàng xin nè, dây thì đã thôi rồi, 67, có duy nhất một cây, 1.600.000. Tiếp tục là 66 nha. Đó, máy cắt sắt kem 355 900.000. Em thu, gắt ta, quá mở, đầy đủ. Rồi, máy tời nè.
Đó, anh chị cô chú nào mua máy tời á thì cây này bảo phải làm remote này, tời bảy nhật này, chưa có remote, 66 2.1 triệu, xài điện 220, làm sẵn remote cho anh chị cô chú mình tời luôn. Đó, tời được 500 kg nha, thì mình từ hao ra tời khoảng 200 kg là ngon rồi. Rồi mà máy đầm dùi nè, nhầm máy dùi nha, 73, đầy đủ motor mới đẹp, 1.300.000. Tiếp tục máy đầm bàn này, rồi anh chị cô chú nào mua 74, 2.8 nha. Rồi nhớ anh chị nào mua máy có nhu cầu chốt nhanh thì chuyển khoản giúp Bảo qua số điện thoại nhà Bảo là số tài khoản nha. Rồi máy thì mình gõ vào là ra là hộ kinh doanh máy xây dựng Thái Bảo rồi. Rồi Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay về máy cũ tại đây.